Biết hồn lừa dữ à. Coi chứ nào. Ồ, này mà em chống nhanh anh lấy cái này quýnh đầu em cái mà em no. Là lấy cái này em quýnh đầu anh. Ngon muối ngon nó. Ngon rõ. Không có nhiều cái này chắc 2-3 tiếng luôn. Lép đẹp vậy. Lép bên kìa. Này giờ mua trái này về chị làm hai bắt tối bắt anh mì gói. Được không? Ồ, người đẹp tách sầu riêng cái nhà. Đẹp quay mặt lên này. Ồ, quá đẹp gái. Trời, nhan sắc dữ thiệt. Ôi, cái muối nè. Trời ơi, cái muối kìa. Bằng bán mặt em luôn em. Trời ơi, em ăn cỡ mấy muối đó. Trời ơi, em ăn nửa muối nè. Vì sao cái muối kia bự hơn em ăn ghê. Muối kia là gì hơn? Cái muối kia là cái bằng cột cái nhỏ á. Muối sầu riêng. Nó bự gấp 8 lần. Sao ăn nổi? Muối kia bằng cột. Nổi gì?